biệt danh là Dung Rực Rỡ không chị ạ? Dung Rạng Rỡ, thay vì gọi là Rạng Rỡ thì gọi Dung Rực Rỡ, hay là gọi là Dung Bóng Đèn cũng được. Tôi nhìn thấy Dung là thấy sáng rồi. Đẹp gái đúng không? Thế mà cứ lâu nay cứ ẩn giấu cái đẹp bên trong của mình đi làm gì không biết. Thế từ nay mình cảm thấy là mình hơi kém sắc thì cứ đi cắt tóc thôi nhá. Mình cứ kiếm đơn giản cắt tóc. Thank you.
nhỉ? Chắc nhiều rồi. Tươi với lại là không ai nhuộm nữa.